Chào cả nhà nha. Ngày hôm nay Lâm Vân giới thiệu với các bạn là hội chợ hè của giáo xứ Các Thánh Tự Đàm Việt Nam ở trong cơ là của mình nha. Và hội chợ hè ngày 11, 12, 13 tháng 8 năm 2023 nha các bạn. Và đây là những ca sĩ rất là nổi tiếng của Cali về nha. Đó, mình có ca sĩ Lương Chị Vũ nè, Đoàn Phi nè, Đăng Nguyên, Mạnh Quỳnh. Bên này mình có Minh Tuyết nè, Phương Trâm nè, Hương Thủy, Hà Vi. Và mình đặc biệt mình có hai MC, lần này là có Hồng Đào và Hoài Tâm, là có hài luôn nha các bạn. Wow. Rất là lớn. Thứ sáu là bắt đầu nha, 5 giờ rưỡi là bắt đầu. Và mình thứ sáu thì mình có Đoàn Phi và Hà Vi hát. Và thứ bảy là ngày chính, thì thứ bảy là mình có rất là nhiều ca sĩ nha. Dương Triệu Vũ nè, rồi Minh Tuyết, Đăng Nguyên và hai MC Hoài Tâm và Hồng Đào. Rất là nổi tiếng và vui. Và chủ nhật đây là mình có lễ đại chào rất là long trọng, rước kiệu. Và sau đó thì ca nhạc thì mình có Mạnh Quỳnh, Hương Thủy và Dương Triệu Vũ hát, là ba ca sĩ luôn. Năm nay rất là lớn nha. Bán vé số. Rồi mình giáo xứ có bán vé số 5 đồng một vé. Năm nay bán rất là rẻ. Vé số đó 5 đồng nhưng mà chúng là một chiếc Tesla nha. Wow. Wow. Chiếc Tesla mới nhất luôn. Yeah, 60 ngàn nha. Đời rất là mới mà model đặc biệt luôn nha. À, đặc biệt nha. Chưa mình biết, không nói nha. Nhưng mà bảo đảm là model rất là mắc tiền, gọi là mắc tiền. Top đó. À. Yeah. Thôi thì một chút chia sẻ Lâm Vân muốn các bạn đến để chung vui mùa hè. Đây là địa chỉ nha. Nếu mà các bạn ấy thì cứ inbox cho Lâm Vân thì mình sẽ gửi cho các bạn địa chỉ để tới nơi nha. Rất là vui nhộn và hào hứng. Đó. Hội chợ hè coi như là 23 nha. Là hội chợ tên là Hiệp Thông, thì mọi người cứ vào trong giáo xứ Các Thánh Tự Đạo đó thì mình sẽ search ra thì nó cũng sẽ ra địa chỉ. Còn nếu không, đây là cái địa chỉ đây nha. Đây là 6841 6841 sao 180 Street Tacoma, Washington 98188. Đây là, và đây là số phone nha mọi người. Đó. Còn không vào cái website này www đây. Đó, rất là tuyệt vời nha. Rất là vui nha. Hè năm nay rất là vui nhộn ở Tacoma nha. Thì một chút chia sẻ thôi. Chúc các bạn mọi sự tốt đẹp, vui vẻ và hạnh phúc. Gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại ngày 11, 12 và 13 tháng 8. Và các ca sĩ rất là nổi tiếng. Trời ơi, mình nói mà mình cũng hào hứng luôn nha các bạn. Và một chiếc xe Tesla. Đi lên coi ca sĩ free. Free admission, không có phải trả tiền nữa. Rồi á, quá trời đồ ăn, đủ thức các món nha. Rồi còn mang về nhà một chiếc xe Tesla. Ok, tôi hẹn gặp lại các bạn nha. Thank you, bye bye. Rồi bye bye cả nhà nha. Nhớ nha, hẹn gặp lại.